Lợi nhuận quý 2 của Samsung vừa được dự báo có thể giảm do nhu cầu yếu đối với dòng Galaxy S6 và áp lực cạnh tranh từ iPhone. Số liệu chính thức về tình hình kinh doanh quý 2 sẽ được Samsung công bố vào cuối tháng này. Trong bản dự báo doanh thu hàng quý vừa được công bố, lợi nhuận hoạt động quý 2 của Samsung có khả năng chỉ đạt 6,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với một năm trước đó, hơi yếu hơn so với dự báo 6,2 tỷ đô la Mỹ từ các nhà phân tích. Doanh thu hàng quý cũng được dự đoán đạt 42 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% so với năm ngoái và thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia là 47 tỷ đô la Mỹ. Doanh số trong quý 2 trước đó được dự đoán sẽ tăng hai con số, nhưng thực tế doanh số có thể giảm nhẹ vì các nhà phân tích tin rằng Samsung không sản xuất đủ Galaxy S6 để đáp ứng nhu cầu. Sắp tới, khi đối thủ iPhone tung ra chiếc điện thoại mới, thì thị phần của các thiết bị cao cấp có thể bị thu hẹp đôi chút. Samsung sẽ công bố số liệu chính thức vào cuối tháng này.